truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Thiền là phải nhắm mắt tập trung cao độ, hiểu chưa? Tất dạ. cả tập trung lại lần nữa, chuẩn bị đưa ta vào thế giới nội tâm nè. 3, 2, 1 tập trung đi. Trời ơi, tôi nghe có mùi đồ ăn. Trời ơi, đồ ăn. Trời ơi, đang đói mà để cái hộp đồ ăn vậy sao mà chịu nổi. Hồi nãy tôi đi mua đồ, tôi chưa có ăn cơm nữa. Ăn lẹ lẹ đi cho ăn miếng. Ê, đừng có đụng vô, bị phạt quá giờ. Không sao đâu, ăn miếng chắc không sao đâu. Đứa nào ăn một cục, tao phạt ngồi thiền 1 năm đó. Hên đó, mình đâu có ăn liếm. À, liếm là ngồi nửa năm đó. Em vợ, nãy giờ em chưa có liếm luôn hả thầy? À, nói giỡn với thầy là ngồi 1 tháng đó. Đường nào cũng về La Mã hết á. Thầy ơi, em lỡ cắn rồi. À, em lúc đầu tâm cũng không tịnh. Bây giờ em ngồi đó cho tới sáng ngày mai nghe chưa? Tất cả sau khi mà thiền xong á, có thể ra về. Chỉ có riêng mập ngồi lại. À, em giỡn, em chưa có ăn đó thầy ơi. Em mới nghe nói gì không? Nếu mà giỡn với thầy là ngồi 1 tháng đó. Thôi, thì ngồi chung với tao luôn. Đúng rồi đó, sĩ rất là tốt đó. Vậy ngồi chung với bạn cho vui đi ha. Thôi đi thầy, em thấy bạn đó đâu có cắn đâu. Đúng rồi đó, ở đây không có chuyện nào qua mặt ta được đâu. Bạn đó cắn mà em nói dối, chứng tỏ là đồng minh, ngồi chung với nhau đi. Cái gì thầy có băng hiếp em hết trơn á. Thầy quá đáng lắm luôn á. Em nói thiệt, thầy có thành kiến với em đúng không? Không hề. Em nói thiệt, em mở miệng ra em nói cái gì thầy cũng bắt bẻ em. Em nói thiệt, thầy không thích em thì thầy nói em 1 tiếng. Rồi em vài bữa em chuyển nhưng không có học cái trường này nữa đâu. Và trước khi em đi em cũng có chia tay chia chân, ôm nhau khóc lóc cái gì hết trơn á. Em không có tặng quà, tặng bánh, tặng cáp gì hết trơn á. Nghĩ em nói ai đó? Em nói bông lông, ai nghe được thì nghe. Thầy nói cho em biết, đây là cái trường miễn phí, cho nên đừng có đòi hỏi nhiều quá nghe chưa. Nhắm mắt lại tập trung đi. Thầy ơi, em bị đổ đồ ăn rồi thầy ơi. Đó, thấy chưa? Ta đã nói rồi, em không bao giờ tịnh tâm được hết. Không phải là em bốc ăn thì mới đổ đúng không? Tại bà chặn lửa đấy là thầy. Đừng có đổ thừa cho bạn. Ở trong lớp này không có chuyện gì qua mắt được ta đâu. Em không biết gì đâu, tự nhiên bạn nuôi người cho em à. Đúng rồi, ta hiểu em à. Biết là mày mập rồi mà mày còn ăn hiếp tao nữa. Biết tao đẹp mà mày ganh tị với tao rồi đâu. Em tin bạn Quỳnh Nga thầy. Tại bạn này bạn nó mập lắm, không có ai để bạn nó lung lay được. Đúng rồi đó thầy. Đúng rồi đó, vậy thì tất cả ngồi em đi. Khoảng bạn mập sẽ ngồi 2 ngày. Bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. 3, 2, 1 rơi vào thế giới nội tâm. Cái gì đó? Cậu! Con mới di chuyển được cái bình bông á. Thiệt vậy luôn đó hả? Dạ. Đúng là có thiên chất đó. Thấy có hay không? Rất là hay đó. Bây giờ con làm lại cho cậu coi nha. Được không đó? Được, được mà. Thử coi. Rõ ràng á là lúc nãy con làm được mà. Ăn coi cứ làm lại đi á. Cậu đợi con một tí nha. Để xem con làm được tới đâu á. Tức quá. Cậu, cậu biến thế nè cậu. Cậu. Tức thiệt chứ. Học hành thì không là học, suốt ngày cứ kiếm chuyện hoài. Hồi nãy hả, mấy một chút xíu nữa là tôi nói ăn hiếp Quỳnh Nga luôn rồi. Có kết giới rồi, ông muốn nói gì ông nói thì không ai thấy đâu. Trời, hồi nãy tụi nó hả, còn hả, vụ lực sĩ nữa đó, mém chút là bị phạt rồi. Dám chọc kẹo Quỳnh Nga này hả?
đâu có dễ đâu. Cái gì Quỳnh nha? Bà nói là cái tụi đó cũng chọc kìa bà nữa hả? Sao cái tụi này kỳ cục vậy ta? Tôi cũng vậy nè, tôi đẹp trai quá mà. Cái gì? Gì mà nói gì? Tôi nói là tôi đẹp. Đẹp trai hả? Thì nói chung là đẹp không đẹp thì không có quan trọng, quan trọng là tôi độc. Vấn đề ở đây là tôi cua ai nè, tôi thích ai là chuyện của tôi đúng không? Tụi nó cũng xen vô kiếm chuyện tôi nữa. Bây giờ tụi mình mà nhìn á, tụi mình càng nhìn tụi nó càng lấn lướt. Bây giờ qua bò kho tụi nó luôn. Gì? Bò kho là gì? Ủa, bò kho là bò gì? Kho là chấm với bánh mì ăn. Ê, không, bò kho có nghĩa là bánh lộn, là quất tụi nó phải không? Qua mình tắp tụi nó. Ủa, bánh lộn đẹp chưa? Tụi nó quất tắp tụi nó. Thôi đi nè. Tôi nghĩ là cái chuyện này là chúng ta hiểu lầm thôi, nên Dĩ Hòa Dĩ Quý, hiểu không? Dĩ Hòa Dĩ Quý. Được. Tôi qua tôi cầm này nha, tôi thọt thẳng trong họng tụi nó luôn. Giỡn mặt với tôi. Ơi, phải cho tụi nó biết trong trường này ai mới là người mạnh nhất. Thôi đừng có căng quá mà. Thôi bỏ đi, ý là giỡn thôi mà. Không. Bỏ cây đi, cây thì không. Được rồi. Tôi đồng ý. Đúng vậy, tôi đồng ý với ông á. Tôi phải cho tụi nó biết hả, ai là nữ vương ở đây. Đâu phải muốn gì là muốn phách lối đâu. Cái gì? Ai? Bà là nữ vương hả? Tôi. Trời, bà ném gì? Nữ tặc á. Ủa, mấy người ngộ quá. Trong hội có mình người này là con gái thì tất nhiên là nữ vương rồi đúng không? Dạ. Thằng này lắm, nhận ăn như nào. Thằng này, rồi gì nói giúp thầy. Mày nói gì vậy? Gì không? Đây, để tôi xúp. Ý nó nói là tụi này láo, dám ngang chừng tao. Lần này tao phải cho tụi nó biết tay. Còn lai nữa. Tao không ngờ là tụi nó chơi chung với nhau. Nhưng mà cũng tốt. Đây là cơ hội tao với mày cho nó một bài học đó. Đừng nói nữa. Đó. Tiết học tiếp theo thì chúng ta hãy thực hành bài tập sức ngày tắm 8 lần mau tăng sức mạnh. Đó, có nghĩa là bây giờ các bạn đã học biến từ đá lớn thành đá nhỏ. Nhiệm vụ các bạn bây giờ hãy dùng năng lực, dùng sự sạch sẽ của mình lao những viên đá nhỏ làm sao nó biến thành một viên đá lớn. Hiểu chưa? Rồi, hãy tập trung đi. Lấy khăn ra đi. Các trò ơi, các trò hãy đưa đam mê của mình vào những viên đá đi. Hãy đưa cái sự sạch sẽ của mình vào sức mạnh đi. Hãy nghĩ những viên đá là những gì rất quý giá. Chúng ta phải nâng niu, lau chùi làm sao cho nó sáng bóng nha. Rồi, sức mạnh của các bạn, năng lực siêu nhiên sẽ biến những viên đá nhỏ thành một viên đá lớn. Rồi, tập trung lao đi. Rồi. Ủa, sao rồi? Kết quả sao rồi? Không được thầy ơi. Bạn muốn được luôn hả? Thôi. Bạn mập làm được rồi kìa. Ủa, bạn mập làm được hả? Ôi. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao hay vậy? Không thể nào. Tại vì cái thầy đã dạy các bạn rất kỹ. Các bạn hãy tập trung vào chiếc khăn của mình và truyền năng lượng đi, những viên đá thì tự sẽ biến được thôi. Tại sao? Tụi em tập trung lắm luôn á thầy. Em cũng tập trung đó thầy, em dùng hết sức lực em luôn á thầy. Lau sạch không còn một miếng bụi luôn nè. Ủa sao kỳ vậy? Nhất định là có ăn gian gì nè. Đúng rồi đó thầy, em nghĩ là có gian lận ở đây á thầy. Tự dưng năm bạn không biến được mà có một mình bạn mặt biến được là sao vậy thầy? Mập, mang đá lên. Em mang lên luôn không thầy? Chưa lại. Kêu em bạn mà. Thầy kêu kìa. Để đá lên thầy xem. Căng luôn không thầy? Từ từ. Lanh quá. Đá này đúng chuẩn rồi nè. Mấy ly thầy? Không, đá này thầy Thiên Lôi mua cho thùng vậy nè. Đó, đủ rồi. Ủa sao sai chỗ nào ta? Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ